Trao đổi với phóng viên dân Việt, bà Hát cho biết, từ ngày 14 tháng 9 đến 23 tháng 10, nhà bà đã bị tạc sơn tổng cộng 5 lần, các lần tạc đã được camera ở nhà ghi hình lại. Trước đó, vào ngày 11 tháng 9, có một người gọi điện thoại cho bà Hát, nói con trai chơi đá gà qua mạng và thiếu nợ người này hơn 100 triệu. Liên lạc được với con trai, bà Hát biết được do chơi đá gà qua mạng, con trai bà đã thiếu 96 triệu đồng tiền chơi đá gà, 5 triệu đồng vay mượn tổng cộng là 101 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục điện thoại lại cho chồng bà Hát và đe dọa nếu không trả, gặp con trai bà Hát sẽ lột da và những lần tạc sơn liên tiếp khiến gia đình bà Hát sinh hoạt bị xáo trộn. Hôm nay 28 tháng 10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của bà NTKH, 51 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, về việc liên tục bị tạc nước sơn vào nhà để đòi nợ. Công an đã xác định được những đối tượng tạc sơn và đang tiến hành truy bắt.